Hello, xin chào mọi người. Hôm nay mấy anh em nhà mình lại đi lễ chùa Tây Phương. Chùa Tây Phương là ngôi chùa cổ nổi tiếng ở Hà Nội, thu hút rất nhiều mọi người tới tham quan, bái Phật. Chùa Tây Phương tọa lạc trên đỉnh đồi Câu Lâu. Để di chuyển từ cổng dưới chân đồi lên cổng chính của ngôi chùa, bạn phải di chuyển đi bộ qua 239 bậc thang đá ong. Từ cổng chính đi vào trong là một khoảng sân. Du khách tới 3 lớp nhà được xây song song với nhau theo thứ tự là chùa Hạ, chùa Trung, chùa Thượng. Phía sau và bên cạnh 3 lớp chùa là nhà tổ và nhà mẫu. Chùa Tây Phương là một quần thể các đơn nguyên gồm có các hạng mục như Tam Quan Hạ, Tam Quan Thượng, Miếu Sơn Thần, Tiền Đường, Trung Đường, Thượng Điện, Nhà Tổ, Nhà Mẫu và Nhà Khách. Chùa Tây Phương nằm cách trung tâm Hà Nội khoảng 40 km, tọa lạc trên đỉnh đồi Câu Lâu, thôn Yên, xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội. Chùa Tây Phương có tên chữ là Sùng Phúc Tự, tên gọi khác của Tây Phương là Tây Phương Cổ Tự. Chùa Tây Phương là ngôi chùa cổ thứ hai ở Việt Nam sau chùa Dâu Bắc Linh. Năm 2014, chính phủ đã công nhận chùa Tây Phương là di tích quốc gia đặc biệt về giá trị kiến trúc nghệ thuật. Năm 2015, bộ tượng Phật giáo tại chùa được công nhận là bảo vật quốc gia. Ngôi chùa nằm yên tĩnh lặng giữa cảnh sắc thiên nhiên bao la hùng vĩ. Khi tới thăm chùa, du khách sẽ cảm nhận được nét cổ kính với những vết tích thời gian xưa cũ. Truyền thuyết sự ra đời của chùa Tây Phương được gắn liền với quá trình truyền bá Phật giáo vào Việt Nam sau vài thế kỷ. Câu chuyện về sự ra đời của chùa được gắn liền với nhân vật Cao Viền, Tiết Độ Sử thời nhà Đường, năm 864-868 từng cai trị An Nam. Và để xây dựng một kiến trúc tôn giáo với ý đồ chặn long mạch của xứ này, truyền thuyết chỉ là truyền thuyết, còn một tích vật liên quan tới ngôi chùa đó chính là thời Mạc Phúc Nguyên, năm 1547-1561 đã xây dựng quy mô như hiện nay. Sau đó vua Lê Thần Tông, chúa Tây Vương Trịnh Tảng, vua Lê Huy Tông đã tu sửa thêm nhưng không nhiều. Dựa theo những thông tin còn lưu giữ lại, chùa Tây Phương được xây dựng vào khoảng thế kỷ thứ 8 và là ngôi chùa cổ thứ hai ở Việt Nam sau chùa Dâu ở Bắc Linh. Năm 1632, dưới đời vua Lê Thần Tông, chùa xây dựng thượng điện 3 gian và hậu cung cùng hành lang 20 gian. Khoảng năm 1657 và 1682, Tây Đô Vương Trịnh Nạc cho phá đi chùa cũ, xây lại chùa mới và tam quan năm 1794 dưới thời nhà Tây Sơn. Chùa được trùng tu hoàn toàn và có tên gọi mới là Tây Phương Cổ Tự. Hình dáng bên ngoài và kiến trúc của chùa vẫn được giữ lại hoàn toàn như ngày nay. Chùa Tây Phương thu hút rất nhiều tăng ni Phật tử và các du khách trong và ngoài nước tới tham quan, bái Phật. Và hôm nay anh em chúng tôi cũng đến đây bái Phật và tham quan ngôi chùa này. Lào, xin mời mọi người theo chân mình vào thăm ngôi chùa này nhé. Từ cổng chính đi vào trong ngôi chùa là một khoảng sân rất là rộng. Du khách tới 3 lớp nhà được xây song song với nhau theo thứ tự chùa Hạ, chùa Trung, chùa Thượng. Phía sau và bên cạnh là 3 lớp chùa là nhà tổ, nhà mẫu. Chùa Tây Phương là một quần thể
các đơn nguyên, gồm có các hạng mục như tam quan hạ, tam quan thượng, miếu sơn thần, tiền đường, trung đường, thượng điện, nhà tổ, nhà mẫu và nhà khách. Xung quanh diềm mái của ba lớp chùa đều được chạm trổ tinh xảo theo hình lá triện cuốn. Trên mái được gắn nhiều con vật bằng đất nung. Các đầu đao mái cũng được chế tác từ đất nung. Đường nét nổi lên là hình hoa lá rồng phượng. Nối kiến trúc nghệ thuật chạm trổ tạo hình trên gỗ, hoa văn trang trí ở chùa Tây Phương thể hiện trình độ kỹ thuật chạm khắc tinh xảo và sự tài hoa của người thợ Việt Nam ngày xưa. Một trong những điều thu hút du khách khi tới chùa Tây Phương đó chính là có rất nhiều bức tượng Pháp với những kiện tác hiếm có trong nghệ thuật điêu khắc tôn giáo. Nếu để ý thì bạn sẽ thấy bất kỳ nơi nào cũng có những bức tượng chạm trổ hoa văn, hoa cúc, rồng phượng, hổ phù tinh xảo. Bật mí cho bạn biết những chạm trổ đều được làm dưới bàn tay nghệ nhân tài hoa của người Việt Nam ta ngày xưa. Bên trong chùa sở hữu 64 pho tượng cùng với các phù điêu vô cùng hoành tráng. Phải kể đến bộ tượng Tam Thế Phật, bộ tượng Di Đà Tam Tôn, tượng Tuyết Sơn trong thời kỳ khổ hạnh, 16 pho tượng tổ với phong cách hiện thực. Đặc biệt ở chùa Tây Phương còn có 18 pho tượng 18 vị La Hán với những dáng vẻ biểu cảm gương mặt khác nhau. Chùa Tây Phương là nơi thờ Phật nên khi mang lễ vật tới chùa, mọi người nên chú ý chỉ lên dâng lễ chay như xôi, chè, oản, hương hoa, không lên dâng lễ mặn. Đoàn anh em nhà mình vào trong chùa lễ tạ, tham quan ngôi chùa và chụp những bức ảnh kỷ niệm ở sân chùa. Phải nói cảnh quan ngôi chùa thật là đẹp, ngôi chùa rất là thanh tịnh. Xong, anh em bọn mình lại di chuyển sang bên cạnh, cách đấy vài trăm mét, đến ngôi chùa Cực Lạc để vào tham quan và hành lễ.
xin chào chùa Tây Phương. Đi về thôi.